Chào tất cả mọi người, mình là Hiệp, mình sống và làm việc ở Nhật Bản. Thì hôm nay mình lại về thêm được một mẫu đồng hồ nữa. Bây giờ mình sẽ khui ra cho mọi người cùng xem nhé. Đây, đây là hàng mà người Nhật người ta gửi về cho mình đấy, còn nguyên bóc như thế này. Không biết là mẫu này là mẫu gì, bây giờ mình sẽ khui cho mọi người xem. Nhìn là biết Orient rồi mọi người nhá. Là đẹp luôn. Orient Gen 3 nhá mọi người nhá, bản số học trò. Đấy, chỉ còn đồng hồ thôi. Hàng lướt cho mọi người luôn. Đấy nha mọi người nhá, mạ vàng kim xanh, vàng vàng gold nữa chứ không phải là vàng Roshi này. Tình trạng cực đẹp luôn. Low box nha mọi người nhá, tình trạng sử dụng quá ít, sử dụng luôn, nhìn dây là biết. Hàng chuẩn nội địa Nhật, Made in Japan nha mọi người nhá. Đây là chưa lau chùi gì nó bẩn vậy thôi. Vệ sinh vào sạch là bóng loáng luôn. Đấy. Nước mạ các thứ còn nguyên này. Em này có size 42, chức năng nên có tay dừng kim dây đủ hết mọi người nhé. Đây. Tất cả là đều nguyên zin. Mọi người mua thì là inbox cho mình nhá. Giá hơn 4 triệu. Bảo hành máy 12 tháng cho mọi người luôn, không phải lo về chất lượng. Mẫu này thì là có chức năng, tức là ai chơi thì cũng biết rồi, chức năng Sun and Moon là trăng sao này. Đấy. Lịch thứ lịch ngày đủ hết, kính sapphire chống xước. Số học trò luôn, mặt trắng kim xanh rất là đẹp. Đấy. Mọi người mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp Facebook với mình nhá. Chào mọi người, cảm ơn mọi người. Mọi người xem kênh nhớ đăng ký kênh nha mọi người nhá.